Xin chào các bạn, đây là chuỗi video hướng dẫn luyện nói tiếng Anh dành cho những bạn đang muốn nâng cao từ vựng tiếng Anh của mình. Trong những video này, chúng ta sẽ học cách phản xạ từ tiếng Việt sang tiếng Anh để nâng cao từ vựng nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tư duy đoạn sau đây. Tôi nghĩ rằng việc học các kỹ năng mới là cần thiết để thăng tiến trong sự nghiệp và bắt kịp với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Ví dụ, khi tôi học một ngôn ngữ mới, hay là tôi nói tiếng Anh trôi chảy, tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn. Tôi sẽ học một cái gì đấy mới trong năm nay, năm mới và tôi cũng mới tôi nghĩ rằng việc học các kỹ năng mới là cần thiết để thăng tiến trong sự nghiệp và bắt kịp với thế giới đang thay đổi nhanh chóng trong câu này động từ làm chủ ngữ nên chúng ta sẽ dùng vấp in vậy chủ ngữ sẽ là learning new skills cần thiết tiếng anh chúng ta có hai từ necessary hoặc là essential necessary có nghĩa là cần thiết còn essential có nghĩa là rất cần thiết thiết yếu về nghĩa thì essential sẽ mạnh hơn từ necessary các bạn nhé ví dụ she lacks the necessary skills for the job cô ấy thiếu những kỹ năng cần thiết cho công việc. If necessary, you can call me. Nếu cần, bạn có thể gọi cho tôi. Water is essential for life. Nước là thiết yếu cho cuộc sống. Vậy vế đầu tiên của câu này chúng ta sẽ nói là I think learning new skills is essential to cộng với động từ. Chúng ta có hai cụm động từ là thăng tiến trong sự nghiệp và bắt kịp hoặc là theo kịp về thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Chúng ta có cụm từ advanced career Advance, danh từ có nghĩa là sự tiến bộ. Còn động từ có nghĩa là đưa lên hoặc là thúc đẩy một cái gì đó. Career là sự nghiệp. Ví dụ nhé, he has a successful career. Anh ấy có một sự nghiệp thành công. Theo kịp hay bắt kịp với cái gì chúng ta có cụm keep up with. Ví dụ, how do you keep up with trends? Làm thế nào để bạn theo kịp với xu hướng? Theo kịp về thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chúng ta sẽ nói là keep up with the fast changing world. Fast changing có nghĩa là thay đổi nhanh chóng. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là I think learning new skills is essential to advance my career and keep up with the fast changing world. Ví dụ khi tôi học một ngôn ngữ mới hay tôi nói tiếng Anh chơi chảy, tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn. Học một ngôn ngữ mới là learn a new language. Language có nghĩa là ngôn ngữ. Ví dụ, is English an official language in Vietnam? Tiếng anh có phải là ngôn ngữ chính thức ở việt nam không. Official có nghĩa là chính thức. Nói tiếng anh cho chảy là, speak English fluently. Tìm được hay có được một công việc mới thì chúng ta có cụm từ, get a new job hoặc là, find a new job. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là. For example, when I learn a new language or I speak English fluently, I can get a better job tôi sẽ học một cái gì đấy mới trong năm nay năm mới tôi cũng mới cái gì mới chúng ta có cấu trúc something cộng với tính từ trong tiếng anh từ something và anything có nghĩa là cái gì đó something dùng trong câu khẳng định và anything dùng trong câu hỏi và câu nghi vấn và sau hai từ này chúng ta có thể dùng được với tính từ ví dụ do something new làm cái gì đó mới mẻ there was something wrong có cái gì đấy sai sai i don't do anything wrong tôi không làm gì sai cả vậy câu này chúng ta sẽ nói là I will learn something new this year. Năm mới tôi cũng mới thì chúng ta có cụm từ New year, new me. Đây là cụm từ mà người nước ngoài họ dùng để nói về quyết tâm một năm mới sẽ thực hiện một cái điều gì đấy khác biệt so với năm cũ. Cái từ new thì anh Anh sẽ phát âm lần new và anh Mỹ sẽ phát âm lần new. Vậy tổng kết lại thì chúng ta sẽ nói đoạn này như thế nào? Tôi nghĩ rằng việc học các kỹ năng mới là cần thiết để thăng tiến trong sự nghiệp và bắt kịp với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trong câu này chúng ta có động từ làm chủ ngữ cho nên chúng ta sẽ dùng vấp in và chúng ta có hai cụm từ rất là hay là thăng tiến trong sự nghiệp là advance my career và bắt kịp với cái gì chúng ta dùng cụm từ keep up with. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là I think learning new skills is essential to advance my career and keep up with the fast changing world. Ví dụ khi tôi học một ngôn ngữ mới hay là tôi nói tiếng Anh trôi chảy, tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn. Ví dụ chúng ta dùng for example. Nói tiếng Anh trôi chảy là speak English fluently. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là for example, when I learn a new language or I speak English fluently, I can get a better job. Tôi sẽ học một cái gì đấy mới trong năm nay và năm mới tôi cũng sẽ mới. Trong câu này chúng ta sẽ dùng cấu trúc something cộng với tính từ. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là I will learn something new this year. New year, new me. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phát âm các bạn nhé. Các bạn vui lòng dùng hai từ điển là Oxford và Cambridge để tra phiên âm của từ khi các bạn học tiếng Anh. Có hai vấn đề quan trọng mà các bạn cần lưu ý là âm cuối của từ ending sound và ngữ điệu là intonation. Trong câu đầu tiên chúng ta sẽ chú ý đến những từ như sau. Từ think chúng ta có âm th và âm k à cuối thing. Từ skill thì âm cuối của nó là âm l, nó là âm hữu thanh cho nên khi chúng ta thấy messy chúng ta sẽ đọc là Z Skills Skills Từ is chúng ta có âm Z Từ essential chúng ta sẽ có âm sờ nặng Essential Từ advance chúng ta có âm sờ nhẹ cuối Advance Từ sự nghiệp chúng ta sẽ đọc là Career Career Từ keep chúng ta có âm P Từ up chúng ta có âm P Và từ with chúng ta có âm th With Từ fast chúng ta có âm S và T Fast từ change chúng ta có âm j change changing và từ thế giới chúng ta có âm ơ world và âm cuối của từ thế giới là âm d world I think learning new skills is essential to advance my career and keep up with the fast changing world trong câu này thì các bạn có thể nhấn mạnh vào những từ quan trọng như là essential, keep up with, advance my career để tạo ra ngữ điệu cho câu Learning new skills is essential to advance my career and keep up with the fast changing world. Trong câu này chúng ta có từ ví dụ chúng ta sẽ đọc là example, example. Từ language chúng ta có âm chờ cuối các bạn nhé. Language, language. Từ speak chúng ta có k. Từ English chúng ta có một sh nặng. English English. Từ trôi chảy thì chúng ta phát âm là fluently. Fluently. Từ tốt hơn thì anh Anh sẽ phát âm là better, còn Anh Mỹ thì sẽ phát âm là better. Từ job thì chúng ta có âm j, job và âm cuối là p, job. For example, when I learn a new language or I speak English fluently, I can get a better job. For example, when I learn a new language If I speak English fluently, I can get a better job. Trong câu này chúng ta có từ something là có âm thở giữa này something, something. Từ this chúng ta có âm the và âm sì cuối this. I will learn something new this year. New year, new me.